xin chào các bạn. Rồi mình sẽ đi đổi tài khoản thành Mr. Cracker để cho level nâng thấp. Mr. Hacker là chỉ có level 5 thôi, lộn, level 10 là max thôi, chứ không có mastery 3 triệu. Nên mình sẽ chơi cái này. Rồi, đầu tiên thì chúng ta cùng chơi Binata. Tuy là mastery mấy thì cũng là ok. Rồi, bây giờ chúng ta cùng chơi nè. Ở đây thì vẫn là level 10. Nổ niêu. Cho bọn này nó biết thế nào là mạnh. Đét hết chưa? Hoạt rồi. Hỡi. Ui mày kìa. Khỏe thế. Khỏe quá là khỏe luôn. Khỏe thế. Ui, còn vẫn còn một cơn nè. Mấy đứa đợi anh cho thêm một phát nữa nha. Ăn giùm con mịn cái coi. Rồi bánh. No. Quầy vẫn chưa có con set. Mình chỉ cần Umbalasible một cái là con này chết à. Umbalasible. Chết luôn. Là bye các bạn đó nha. Goodbye. Video này hôm nay ngắn quá. Rồi các bạn hãy comment thêm nhiều chiến thuật below cái phần bình luận nha. Bye các bạn nha.